Cáp Chợ Đầu Mối mong xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình cập nhật giá trái cây tại chợ Đầu Mối Hóc Môn bán nha quý vị. Lấy giùm bên xe non đi. Xe non nhiêu ạ? À? À lấy dạ. Còn này nhiêu anh Thành? Đây là 18 ngàn hả? 18. Cái quý này 18 ngàn quý vị. Thứ quý 18 ngàn một ký nha quý vị. Rồi à. Hả? Anh đâu đi ở về lên. Hả? Dạ. Đâu chợ đi quẹo vô. 20 ngàn. Ồ siêu phẩm này, siêu phẩm này à. Sà miên hả? Nhiêu hả bạn? 230. À. Rồi sà Đài Loan này nhiêu? Sà Đài Loan nhiêu mà siêu phẩm này đậm bự đẹp quá à. 20 ngàn, sà Đài Loan 20 ngàn. Xoài miên cũng 20 ngàn. Xe đi nhiêu bà Trang Thanh? Hả? Xe đi, xe đi 150 quá gì? Rồi đây của anh Sáu à? Ủa nay nhà mình bán xoài luôn hả? À của Sáu luôn hả? Ồ siêu phẩm này như biết nhiều này ngủ không à? Sáu này mốt đặt sắp ngủ. Này nhiêu à? 22 chắc. Hàng đẹp này 22. Sao? Ơ này nhiêu ạ? 22 gì quý vị? Đi giao hàng hả? Này giá nhiêu à đi giao ạ? 25 ngàn. Siêu phẩm Thanh Long 25 ngàn. Rồi chụp lên xoài lên này, rồi giọt anh về đó quý vị. Rồi đẹp này nhiêu ạ? 20 ngàn. Đẹp là 20, còn cái kia 18 hả? Rồi cái nhỏ đó nhiêu? Nhỏ 14. Nhỏ người 17 ngàn. 14. Ừ. Sầu miên này giá nhiêu anh Sáu? 22 hả? Sầu miên này nhỏ gần đất lứa giờ 22 ngàn ký. Ở nước vàng bên kia bán. Ô, quay lên không thấy hết. Rồi có gì một chút alo. Được. 25 ngàn. Thanh Long 25 ngàn. Mua Thanh Long để về mình chân á quý vị. Chị đang mua là giá 25 ngàn. Siêu phẩm á. Siêu phẩm để về mà hả chân cúng á, là lại đây. Cái đẹp á đừng á. Nói 35-40 cái là người ta đi liền. Nói 35-40 là ta dọn liền. Cái này là giá nhiêu? Giá cái này cũng 35-40 vậy hả? Wow. Bà chủ, nhiêu bà chủ? Người ta mua về người ta bán. Đúng rồi, đúng rồi.
À, bán 25 á mà, bà bán 25. Quen quen hỏi vậy chứ lạ lạ hỏi bị chữa chết là nhiều quá gì. Rồi. Bây giờ này mình lấy ổi quý vị. Ổi Đài Loan hôm nay là tại chợ 90.000 quý vị. Rồi cốc Thái mình lấy là 70.000, 7.000 đồng ký quý vị. Rồi ổi Đài Loan thì 90.000, bịch 10 ký là 9.000 đồng ký. Chanh dây 70.000, bịch 5 ký quý vị. Sòi non 230.000. Một bịch 10 ký. Cốc cày cốc cày 14.000 đồng ký, 140.000 bịch. Ê mày ràng lên cho chú đi chứ. Đang lắm con, trời ơi trời. À biết sao không? Cái nào hàng dễ vỡ rồi cái đó con bỏ thêm kia. Rồi vậy cũng được nữa. Ở sau này ăn ràng lên hết. Ý trời ơi vậy luôn á hả? Đó kêu nó ràng. Rồi 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 cho chú cập nhật giá này coi sabo nhiêu chi. Sabo 20.000. À, cái sabo lớn 25.000. Rồi cái măng cục đó siêu phẩm sao đẹp quá ạ. 28.000 ký quý vị. À, nữ hoàng đây nhiêu bà chủ? Nữ hoàng 13.000 ký quý vị. À, củ sắn 6.500 ha. À, củ sắn 6.500 ký quý vị. Dưa gan siêu phẩm dưa gan nhiêu ạ? Dưa gan 7.000. Nhãn tiêu. Nhãn thái 20.000. Nhãn xuồng 22.000 ký quý vị. Lê Kỳ Ma, đây có Lê Kỳ Ma nè. Lê Kỳ Ma 13.000 ký. Chôm chôm, chôm chôm này chôm thái hả? Thái 25.000. Chôm chôm thái 25.000 ký quý vị. Rồi táo, táo đó, táo bịch đó bà chủ. Táo Linh Thuận á. Táo, táo Linh Thuận bịch đó nhiêu ạ? 17.000, táo lớn. À 17.000 táo lớn quý vị. À, mặn đầu đá nhiêu bịch ạ? À? Bạn ha hàng đầu đá 26.000 quý vị. Và ở đây có bán đậu phộng nè, ốc chó nè, rồi có thêm hạt dẻ nè, đậu nhật nè, bông ai ti xô nè. Đó những cái món hàng ở trên đó thì đây là siêu phẩm nè. Em này chưa có vợ, đang tỉ người yêu gấp rồi. Đang tỉ người yêu gấp. Ai à, xoài. Xoài tứ quý đó nhiêu mà đẹp quá trời ạ. À? 20 xoài tứ quý đâu cũng 20.000. 20.000 cho lựa luôn, bao lựa luôn. Đậu phộng hai mấy bà chủ? Bà chủ đậu phộng nhiêu ạ? Đậu phộng 25.000 ha. Đậu phộng 25.000 ký. Mà không đầu đá đó quý vị, không phải lúc nào cũng có nha quý vị, nó hổm rồi nó đứt lứa nó đâu mất tiêu luôn. Nãy hỏi học đầu đá nhiêu quên, 26 hả? 26.000, 260.000 bịch đó quý vị. Nhãn thái nhãn xuồng. Rồi ở đây là ngoài đường Nguyễn Thị Sống nha quý vị. Bên kia là người đẹp, bên kia bán củ cải đỏ, củ cải trắng. Rồi còn trân châu nữ hoàng. Trân châu nhiêu ký em? Ở trân châu 12.000 ký.
thì mà video này mình làm với cái mục đích đó là mình cập nha, mà nhặt giá một số mặt hàng trái cây tại chợ Đồng Ốc không á, cho bà con mình ở xa gần đang trồng và kinh doanh cái mặt hàng đó được biết cái giá tại chợ đầu món môn bán ra như thế nào nhé quý vị. Bây giờ là 4:35 sáng, cũng như là mình đi mua là nãy giờ là 3:30 hồ quý vị. Giờ mình đi giao hàng luôn. Đây là siêu phẩm nè, biết bao nhiêu người hỏi cái mặn hồng đầu đá nè. Hôm nay có thì tại vì hôm nay mình không nhận đơn đó quý vị, không nhận đơn là không có mặn hồng đầu đá với lại mặn An Phước. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả video tiếp theo. Bye bye.